Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Đó, hôm nay Biển Bình Định sẽ quay là một cái video là lót đá granite nha mọi người. Đó, đây là cầu thang đã đóng xong rồi và tam cấp đã ho nè, cũng được tạo bằng đá granite và vữa xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình cũng đang tiến tới là cái phần là đóng bếp nữa nha mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ quay cái cận cảnh cho mọi người cùng tìm hiểu ha. Đó, rất là đẹp, rất là chi tiết nha mọi người. Cầu thang này nó được là 21 cấp nha, là chi phí rất là mềm, rất là rẻ, ok nha mọi người. Đó, thì mọi người cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh Biển Bình Định nha, hoặc là like chia sẻ Biển Bình Định ha. Đó, đây mình đang tiếp tục vào làm bếp nha mọi người. Đó, thì mình đã tạo hồ và cái cốt sẵn để một cái tấm đan nha mọi người. Thì chiều cao cái bếp này là khi hoàn thiện xong là 81 phân nha, thì nó sẽ vô lô ban cho mọi người nha. Đó, và đây là cái khung là bồn rửa chén nha, thì đã được định vị tạo một hồ xong. Đó, đã được tạo sẵn xong hết rồi. Bây giờ Biển Bình Định sẽ bắt đầu là tiến hành là thi công luôn nha mọi người. Đó, thì một xíu nữa là sẽ hoàn thành nha, thì Biển Bình Định sẽ quay lại cho mọi người cận cảnh khi lắp xong cái bếp như thế này nha. Đó, thì mọi người cảm thấy thích thì hãy đăng ký chia sẻ cho Biển Bình Định nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh nha mọi người. Đánh là cái mặt bằng đã tạo sẵn rồi, đây là bữa đã đánh hồ dầu nha mọi người, hồ dầu đã đánh đá nha, thì cho nó độ bám nó dính nha, chắc chắn. Đó, rất là ok nha. Mình sẽ dùng cái búa cao su này như thế này cho mọi người đánh cho lan. Tại vì những cái tấm đá granite như thế này là được quy cách nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình lắp rất là nhanh. Khi mà mình không có quay những bước mà quy cách ra thì nó sẽ rất là ổn. Thì những cái tấm đá này đã được quy cách rồi. Thì mình làm cho nó đỡ ổn thì mình sẽ quay cho mọi người xem cho nó tiện hơn ha. Thì cái giá chi phí một cái bàn bếp như thế này cũng rất là mềm nha mọi người. Hiện tại là Biển Bình Định thi công rất là rẻ. Thì hôm nay là thợ hồ đánh đá nha mọi người. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn sơ lược cho mọi người xem, thì cảm thấy tay ngang làm được thì cũng mua những dòng sản phẩm như thế này về mình tự làm cho nó có kỷ niệm ha. Đó, rất là đơn giản nha. Mình đánh hồ dầu mình bôi cho nó nhiều là nó không có bọt bung lên nha mọi người. Đó, rồi đã hồ